son môi em đánh bờ đờ bên đây, bảo anh yêu đứng lúc em thành lên phây, tao cũng chơi thật kế gì. Lấy money rồi sắp với đời nào mình làm trên hàng trăm, sau đó cuộc đời em phải chạy qua muôn vàn đắng để bàn thắng khi mà em bước vào thị trường, và hàng tháng với chục thằng là điều bình thường. Em cảm thấy hối hận rồi mà khóc trên giường ngủ, sau đó lại trở về như là người quen đường cũ. Em nói là đời chẳng có gì để lo, bởi vì em là em trong những lần phê cỏ. Có hình xăm ở trên da, biết cả thân mẹ thân cha, những cơn bê không thể cho anh vài giây qua môi đến ngày mai. Gọi cho best friend ngay, mùi nước hoa sực hết lê này. Em sẽ phải hét lên ngay khi cầm cây gạch một mét trên tay. Gọi cho best friend ngay, mùi nước hoa sực hết lê này. Kể cho anh cầm kia, kể cho anh cầm kia, em ơi em kể cho anh cầm kia. Gọi cho best friend ngay, mùi nước hoa sực hết lê này. Em sẽ phải hét lên ngay khi cầm cây gạch một mét trên tay. Gọi cho best friend ngay, mùi nước hoa sực hết lê này. Sự thay đổi của các anh tổng tài lúc nhỏ và bây giờ sẽ như thế nào? Thương anh chốc phát thật thà, cầu chi kia mời anh bước qua ta. Có được nghe à, mời mày tới không tao là mày chết mê. Tao đón mày đường hàng không, mấy thằng ngông trên sông hàng hải. Chuyện anh em từ phía bờ đông cập bến là mong công xếp hàng đãi. Như anh như con bà thường hỏi là em có gì đó không. Anh cô đơn trong trên căn nhà và giờ anh đang như ta giống đau. Best day cho các bạn chính thời đàn người đi chậm trên con đường kính lệ. Hôm nay là một ngày không thể kiến. Là thầy cháu đích không nói nghiệp tổ tông. Ông bà chia ít vốn bây giờ lên cổ đông. Bước xuống xe có đàn em hộ tống vào thẳng công ty lớn thay tao ký. Những bộ truyện ngôn tình bạn đã đọc bộ nào rồi? 1. Xuân hạ thu đông đều thích em. Lúc dưng hờn chạy mất, lo sợ mất nhau, xin hãy tựa vào vai nhau. Từ đây em không còn khó, không có nước mắt đen rẽ. Hai, tình yêu thầm kín. Là lúc em thấy con đường về nhà em chẳng muốn nhanh hơn. Chỉ bước thời gian kia ngừng trôi để bên anh thêm nhiều hơn. Em sẽ nói với
ba, lại gặp được em. Sẽ chẳng còn là của đâu. Lần đầu anh thấy anh yêu lòng, lần đầu tiên anh thấy em biết chẳng chẳng. Vài giọt nước mắt đã rơi âm thầm. Bốn, tiến gần đến trái tim em. Ôm mặt thở dài và hắn nói là nếu mà anh đã rơi rồi, để đến những nỗi đau dàn vặt. Năm, anh ấy rất hay trêu chọc tôi. Có lẽ nước mắt trong em cạn rồi. Có lẽ nước mắt trong em cạn rồi. Mẹ là chủ cả tối nay cũng tăng ca. Nếu cuộc vui sẽ không bao giờ dừng lại đến khi cái ngày ông già nó băng ra. Đó là con trai cưng, chưa từng tự mình đứng bằng hai chân. Gọi là con trai cưng. Quan tài ông bà không biết đã ai bưng. God damn it. Trong tay ta không có tiền, còn nào đôi mỗi kia cũng sẽ hóa mưa.